Em ơi, xin chào tất cả các anh chị nha. Mời tất cả các anh chị mình cùng ngắm cây Bạch Năm Thinh Gom, một cây cát tem mới của Thái Lan, rất là màu vàng, rất đẹp. Cây này đã mới trồng lại cho nên hoa nở cũng chưa có chuẩn xuất sắc lắm, nhưng mà quay lên cho tất cả anh chị nào mình đã từng mua cái cây này rồi đó, thì mình yên tâm, cây đó là chuẩn giống nha. Đó, Bạch Năm Thinh Gom, cây màu vàng, viền lưỡi màu đỏ đó, trong họng lưỡi màu vàng, cực kỳ đẹp luôn. Hoa này hoa màu vàng tươi luôn nha anh chị, cực kỳ đẹp luôn đó. Cây này thì thân lá của nó thì nó hơi mảnh khảnh, lại hàng Thái về thì nó hơi nghiêng ngả, thì những anh chị nào mình mua về mình trồng lại á thì mình chăm sóc, khi cây đã bám rễ ổn định thì nó sẽ nở hoa rất là đẹp như thế này nha anh chị. Đó, cực kỳ đẹp luôn, hoa màu vàng. Đó, cây này em mới trồng lại nhưng mà nó chưa bám rễ mà nó đã ra hoa như thế này rồi nè anh chị, cực kỳ xiên hoa luôn. Cho nên anh chị mình chơi cát mình cứ yên tâm, mình có hoa ngắm quanh năm nha. Đó, rất là đẹp luôn, một cái màu vàng rất là đáng yêu.